Mấy thằng đệ, nhớ kiểm soát vé cho kỹ đó nha. Thanh niên này, kiểm soát vé thôi mà, có cần căng đến như vậy không? Các bạn nhìn kìa, kiểm soát vé mà cầm súng luôn hả? Thằng đệ này nha, hơi bị hổ báo cáo chồn đó. Được rồi, và trước khi tiếp tục video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan thêm một cái sở thú mới các bạn. Và đây là sở thú hoàn toàn mới luôn. Nó nằm ở khu vực này nè các bạn ơi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi tham quan nha. Và mình là chủ của cái sở thú đó các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Vừa bước chân vào sở thú thì chúng ta sẽ có quầy bán trái cây cho mấy con thú nè các bạn ơi. Quầy bán trái cây nè ha. Hamburger nè, hot dog nè, đủ thứ luôn. Để mình xem thử cái menu đã các bạn ơi. Tự dưng mình cũng thèm ăn hot dog với lại hamburger nha. Đâu rồi ta? Menu. Có burger nè các bạn, mega cheese nè, double burger, king size burger. Là cái burger kích thước lớn đó các bạn ơi. Bacon burger, fresh soda, bottle water là nước suối đó các bạn. Còn phía bên đây thì có hot dog nè, hot dog sushi nè, chữ khó đọc quá các bạn ơi, rồi ba mini, nerd soda, water á, đủ thứ luôn. Đây các bạn, mình mở ra cái sở thú này thì mình phải đầu tư cho kỹ chứ. Ơ mọi người ơi, mọi người tại sao lại mua thức ăn nhanh này? Mọi người phải qua kia mua trái cây cho thú kìa, như vậy thì mình kinh doanh mấy lời các bạn ơi. Chứ bán vé rồi mọi người đi vào đây tham quan như vậy là không có lời đâu. Mọi người toàn uống đây là loại nước ngọt si búm nha các bạn, với lại là bánh donut nha. Mình đọc lâu lâu mình lại bị nhầm hết các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ để cho mọi người ở đây xếp hàng và mua đồ nha. Mình sẽ đi vào sâu bên trong công viên của mình cho các bạn xem luôn nha. Rồi, lui xe ra. Cái quầy bán trái cây như vậy nè các bạn, mọi người không chịu mua đi vào đó cho thú ăn đâu. Mọi người toàn mua cái gì không à, mở ra sở thú như vậy chắc mình lỗ quá các bạn. Chán thật sự luôn nha. Rồi, và đầu tiên vào sở thú phía bên tay phải của chúng ta đó chính là chuồng khỉ nha các bạn. Đó, phải như mấy anh trai nè, các bạn nhìn nè, mua trái cây cho khỉ ăn nha. Rồi rồi rồi, em cảm ơn mấy anh trai nhiều lắm. Tuy là em không biết mấy anh trai là ai, nhưng mà nhìn mấy anh trai là em thấy đẹp trai dữ lắm luôn rồi đó. Đây các bạn ơi, những con khỉ ở đây có những cái mâm trái cây bày cho ăn sẵn luôn nè. Phải như vậy chứ. Còn phía bên đây là, à các bạn ơi, chuồng heo. Sở thú nhưng mà vẫn kinh doanh cả mặt hàng, à mình nhầm các bạn, cả những con heo luôn nha. Tự dưng mặt hàng chứ tính ra là mặt hàng nó đâu có dính dáng vậy đây là các bạn. Chuồng heo, mở ra chuồng heo cho mọi người đến đây để mọi người tham quan luôn ha. Và phía bên đây đó chính là chuồng bò nha các bạn. Đây mấy em bò lạc đây. Rồi anh trai ơi, anh trai không chịu mua trái cây cho mấy em bò ăn dễ ráo à, chán anh trai ghê luôn á nha. Được rồi, và tiếp tục. Kế bên chuồng bò đó chính là chuồng sói nha các bạn. Đây là mấy em sói đồng cỏ này các bạn ơi. Mấy em sói này á là mấy em sói hoang nha. Tụi nó khá là hung dữ đó các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan vườn thú nữa ha. Ở phía đằng đây. À, là mấy em hươu các bạn ơi. Mấy anh trai này thật sự luôn á, không chịu mua trái cây đâu. Mấy em hươu đói bụng là tại mấy anh trai đó nha. Còn đây là chuồng gì đây? À, đây chính là chuồng khỉ các bạn ơi. Ủa, đây là mấy em khỉ đen à? Thằng Khứa quản lý mình đã dặn rồi các bạn ơi. Mấy em khỉ á, thì phải sắp xếp cho chung với nhau chứ. Đây là mấy em khỉ đen đít đỏ.
Con hồi nãy là mấy em khỉ trắng, chắc là khỉ trắng đích hồng rồi các bạn ơi. Chán thật sự luôn á, đáng lẽ là khỉ đen với lại khỉ trắng thì phải để cho tụi nó ở chung với nhau ha. Khỉ đen đích đỏ và khỉ trắng đích hồng nha các bạn. Đi đến chỗ này thì hết công viên của mình rồi. À mình nhầm các bạn ơi, sở thú của mình nha. Rồi thằng Đại ơi, nhớ kiểm soát vé với xe ra vào cho cẩn thận đó nha. Mấy thằng đệ này sao mà hổ báo quá ta, toàn cầm vũ khí không mà các bạn ơi. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan trà một lần nữa ha. Hình như là phía bên đây vườn thú mình vẫn chưa cho các bạn xem hết nè. Mình chỉ cho các bạn xem phía bên tay phải của mình hồi nãy bên đó thôi ha. Còn phía bên đây thì vẫn chưa các bạn ơi. Đây chính là chuồng báo nè các bạn. À, thằng khứa quản lý rồi. Nào, thằng khứa quản lý, sao bây giờ vẫn chưa cho mấy em báo ăn nữa? Đây các bạn ơi, mấy em báo này là mấy em báo thủ nè, báo 3D. Thằng khứa quản lý chút xíu nữa, nhớ bắt mấy con chuột lang là mấy con capybara đó các bạn. Đi vào đây để cho mấy em báo này ăn nha. Mấy em báo này là chỉ thích những con capybara chuột lang nướng thôi các bạn ơi. À, những cái thức ăn khác á, thì những em báo này không có thích nha. Mấy em báo này chỉ thích capybara với lại là thịt thu thịt nai thôi các bạn ơi. Mà hu nai ở đây á, mình chỉ có một chuồng nhỏ thôi à. Cho nên là mình không thể nào cho mấy em báo đó ăn thịt thu thịt nai được ha. Mình sẽ kiếm một vài con capybara chuột lang nướng đó các bạn. Và để cho mấy em báo đó ăn nha. Ok, được rồi. Chúng ta đã tham quan xong một vòng vườn thú của mình rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài đây để mình kiểm soát vé nha. Không biết mấy thằng đệ của mình có kiểm soát vé được hay là không nữa. Mình thấy cầm vũ khí như vậy là mình nghi lắm. Rồi mấy thằng đệ ơi, từ sáng cho đến bây giờ bán được bao nhiêu vé rồi? Đưa đây để mình kiểm tra lại một lần nữa nè. Sao? Sếp của mình đòi cho mấy em báo này ăn những con capybara hả? Không được, không được đâu các bạn ơi. Mình thích những con capybara chuột lang nước lắm. Cho nên là mình không thể nào để cho sếp của mình là mấy em báo ra đâu. Được rồi các bạn, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi giải cứu những em capybara nha. Để mình xem thử đã. Bây giờ mình muốn giải cứu những em capybara thì mình cần phải xử lý mấy thằng đại của sếp nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ giải cứu những em capybara. Ok, để mình xem thử đã. Có thể là bây giờ mình sẽ đi xuống một cái tiệm tạp hóa ở đây để mình vay tiền nha các bạn. Sau khi vay tiền thành công thì chúng ta sẽ cùng nhau đi mua vũ khí và sắm thêm những con siêu xe độc và hiếm ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau quay trở ở đây để giải cứu những em capybara nha. Chuột lang nước đó các bạn ơi. Rồi thằng đệ. Ồ thằng đệ này, không biết làm sao đây ta. Để mình đấm nó thử nha các bạn. Mình thấy nó có vũ khí nè. Này thì thằng đệ nè, đó, wow, một cây AK các bạn ơi. Nhưng mà chỉ có 30 viên, thôi. Bây giờ mình sẽ xuống một cái tiệm quá gần ở đây để mình đi vay vốn nha các bạn. Chứ như vậy là không ổn rồi các bạn ơi. Mình đang định sắm thêm những con xe tăng độc và lạ ở trong khu chợ đen ha. Mình nghe nói là mấy anh trai ở trong khu chợ đen đang về những con xe tăng mới đó các bạn. Một chút nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau được nhìn thấy những con xe tăng đó nha. Còn bây giờ thì bắt đầu đi vay vốn thôi các bạn ơi. Không có chỗ nào vay vốn nhanh bằng ngay chỗ mấy tiệm tạp hóa của mấy anh trai thu ngân ha. Mấy anh trai thu ngân làm thuê cho anh ta mà giống y chang như là làm chủ đó các bạn ơi. Thích thì làm, không thích thì nghỉ. Đang bán cái bỏ chạy luôn cũng không chừng nữa đó. Rồi để mình chạy xuống đây mình xem thử nha. Hình như là phía dưới đây đúng không ta? À đây các bạn ơi. Wow, chỗ này có một cái cửa hàng bán vũ khí nữa hả? Mình nghĩ như vậy thì khá là ổn đó các bạn. Được rồi, bay thẳng xuống đây luôn. Đi bằng đường chính thì mình làm biến lắm các bạn. Đây 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 đây, bay thẳng xuống đây luôn. Mà hình như ở trong người của mình không có vũ khí thì phải. Trong người của mình không có vũ khí các bạn ơi. Chỉ có nhất một khẩu AK thôi à. Mà mình cũng không có tiền nữa. Ô cái chỗ này hình như là mình đã tắt hết xe rồi các bạn. Rồi, để mình mở phương tiện lên nha. Có phương tiện như vậy đó các bạn, chạy tới chạy lui đụng nhau nó mới vui. Tắt hết có mình chạy à, cảm giác như là mình bá đạo đó các bạn. Như vậy thì không có vui nha. Rồi, chỗ này một tiệm súng nè các bạn ơi. Đi vào đây mình mua vũ khí được không ta? Nhiệm vụ này mình muốn giải cứu mấy em capybara thì mình cần phải có một khẩu súng nhắm nha các bạn.
mình sẽ bắn tỉa từ xa luôn. Ồ, được hả, được hả? Nào, 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 nào. À, không có đủ tiền các bạn ơi. Mình chỉ đủ tiền mình sắm những cái món vũ khí này thôi à. Thôi như vậy thì không ổn đâu. Mình đang cần sắm một khẩu súng nhắm nha. Áo giáp này các bạn. Áo giáp hả? Rồi, chơi loại này đi các bạn ơi. Mới sắm con cái áo giáp thôi mà muốn hết tiền rồi. Để mình xem thế đã. Nào anh trai ơi, anh trai có món vũ khí nào mà mạnh mạnh không trai? AK nè các bạn, AK thì mình có rồi. SMG hả? Thôi, mình không cần SMG đâu các bạn ơi. Ok, vậy thì thôi, bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha. Mua súng sau đó. Để mình lưu game này nè các bạn. Mình mua súng xong rồi mình cần phải mua đạn nữa các bạn ơi. Chứ không phải là mình mua súng mọi người sẽ tặng đạn cho mình đâu nha. Căng lắm các bạn. Mở trong người của mình hiện tại bây giờ không còn tiền. Cho nên là bây giờ mình mới đi vay vốn rồi các bạn ơi. Vay vốn tự động nha. Vốn này là không có lãi luôn đó. Hello anh trai. Hello anh trai. Cho em vay vốn nào. Cho em vay vốn nào. Ở bên kia có một cái trụ ATM nó. Ui, cái gì vậy? Ôi, không xong rồi các bạn ơi. Đáng lý ra là mình phải lại lần kia. Mình hách vào cái trụ ATM trước ha. Rồi sau đó mình mới về đây mình vay vốn các bạn. Chứ vậy là toàn rồi, đâu có nhiêu tiền đâu. Không đủ tiền mua một cái áo giáp nữa các bạn. Mà cảnh sát bây giờ đến đây tìm mình rồi nè. Thôi thôi thôi, chuồn khỏi đây, chuồn khỏi đây. Hình như là mình mượn anh trai đã được 389 đô các bạn. Còn hồi nãy cái áo giáp mình mua là tặng 500 đô luôn nha. Tính ra là thiếu tiền luôn các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình chỉ có 106.000 đô thôi. Chắc bây giờ mình lại đang ngay chỗ khu chợ đen. Mình thuê xe nhưng mà mình thuê thiếu quá các bạn. Chứ tiền như vậy là không đủ rồi. Mình còn thiếu nhiều lắm nha. Hay là bây giờ mình tìm một con siêu xe các bạn. Rồi sau đó mình đem con siêu xe đó bán. Mình nghĩ như vậy là khá ổn đó các bạn. Để bây giờ mình chạy trên đường cao tốc này. Mình xem có con siêu xe nào đắt tiền hay là không nha. Có con siêu xe nào đắt tiền thì mình mượn con siêu xe đó liền luôn. Để mình xem thế đã. Ui, sao toàn mấy con siêu xe cổ điển không vậy mọi người? Mọi người có con siêu xe nào đắt tiền không? Toàn là siêu xe cổ điển thôi các bạn ơi. Mình không cần siêu xe cổ điển đâu. Mình cần những con siêu xe đắt tiền cơ. Rồi, phía bên đây cũng không ổn luôn hả? Cảnh sát đã phát hiện ra mình rồi các bạn ơi. Hai bên luôn nha, hai bên luôn nha. Nào, 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 nào. Phía trước mặt mình. Wow, có mấy anh cảnh sát. Rồi, chạy lên phía trên đây. Hello mấy anh trai. Em phía trên đây nè, lên đây mà tìm em. Ui, mãi mê tán dốc. Mình nhìn mấy anh đại cảnh sát, mình té rồi các bạn. Để mình xem thử đã. Ồ, con siêu xe nào đắt tiền đây ta? Mình nhớ là có một con xe trông nó khá là giống với lại con Range Rover đó các bạn. Con xe đó nếu như mà mình đem lại khu chợ đen, mình bán lại thì cũng được khá là nhiều tiền nha. À, có phải nó đây không? Ồ, không phải đâu các bạn. Ồ, con xe mui trần này có vẻ ổn rồi các bạn ơi. Rồi rồi bà chị ơi, bà chị cho em mượn con xe mui trần này nha. Mượn xe người ta thôi mà, có cần đấm người ta không? Thanh niên tre vồ này chán thật sự luôn á. Được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ đến khu chợ đen để mình thuê một vài con xe khác ha. Con xe này thì mình nghĩ là mình có thể thuê được hình như là một con xe tên tầm khoảng là 1 triệu đô đó các bạn. Nhưng mà mình vẫn còn thiếu tiền nhiều lắm. Để mình xem thử đã. Hình như là gần ở đây có một cái trụ ATM nè các bạn. Mình không biết là mình có nên ghé vào cái trụ ATM ở đây để mình hách hay không nữa các bạn ơi. Mình đang phân vân nè. Đây 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 đây. Ở phía đằng đây nè các bạn ơi. Phía bên tay phải của mình có một cái trụ ATM nè. Để mình chạy đây mình xem thử luôn nha. Ôi con xe này mình quên. Mình chạy, mình cần phải dành cho các bạn. Xước xác như một chút thôi là mấy anh trai trong khu chợ đen cũng trừ tiền mình nữa đó. Nào phía đằng đây. Mọi người ơi, có ai có siêu xe không? Cho mình mượn siêu xe đi mọi người. À không các bạn ơi, mình sẽ đổi xe với mọi người nha, chứ mình không có mượn đâu. Con xe mui trần này khá lõm rồi các bạn. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào đây để mình hách thử cái trụ ATM này ha. Nếu như số tiền mà trên 2 triệu đô thì mình nghĩ nó ổn đó các bạn. Còn được mấy trăm ngàn đô thì là bất ổn đó. Để mình xem thử nha các bạn. Rồi, nào 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 nào. Hách nhanh gọn thôi các bạn ơi. 1 phút 30 giây. Nào nào nào.
Ok. Ok. Ở đây. Rồi. Chữ S nè. U nè, B nè, súp hả các bạn? Chữ súp hả? U R B A và chữ cuối cùng là chữ N. Rồi, để xem được bao nhiêu tiền nha các bạn. Để xem được bao nhiêu nha. Ok, xem thử đã. À, mình được 2 triệu đô rồi các bạn. Như vậy là chúng ta có thể thuê được một con xe tăng độc và lạ từ khu chợ đen rồi ha. Ok, mình nghĩ như vậy là ổn rồi các bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi vào khu chợ đen nha. À, con xe này bây giờ có trầy hay là bị xước xát cũng không sao nữa các bạn. Bởi vì mình đã có 2 triệu đô trong người rồi. Vào đó thoải mái mà thuê siêu xe nha. Rồi, mấy anh trai ơi, ở đây tổng cộng có 2 con xe luôn các bạn. Để mình xem thử là mình thuê con xe nào nha. Đây là dòng xe tăng mini nè các bạn ơi. Ồ, sao mà mình thấy nó giống nhau dữ vậy ta? Để mình xem kỹ là một lần nữa nha các bạn. Không biết là nó có khác nhau ở điểm nào hay là không nữa. Sao mà mình thấy nó giống y chang như vậy ta? Nó chỉ khác là ký hiệu với lại màu thôi các bạn ơi. Con này là SV002, còn con này là SV001. Mình nghĩ là mình sẽ thấy con này luôn các bạn. Nào 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 nào, vào đây, chuẩn bị điều khiển con xe tăng mini và đi giải cứu mấy em capybara chuột lang nước thôi các bạn ơi. Đây 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 đây, mấy anh trai ơi, tạm biệt mọi người nha. Wow, các bạn nhìn kìa, cái phần động cơ phía sau của nó. Ồ, đã như vậy. Giống như chang như là động cơ phản lực luôn các bạn. Ồ, bắn này các bạn ơi. Để mình xem thử là nó có mấy chế độ bắn nha. Một cái chế độ bắn nó tên lửa này các bạn. Đó, phải như vậy chứ. Chế độ này là chế độ tên lửa xe tăng này các bạn. Ồ, một con xe tăng nhỏ như vậy mà sử dụng được đạn của xe tăng cỡ lớn luôn các bạn. Phải nói khá là ok nha. Đây, tăng K5 này các bạn ơi. Còn đây chính là 6-5 này các bạn. Hai khẩu 6-5 hai bên. Mình có thể căng được tất cả mọi người nha. Đó, khá lõm luôn ha. Ơi, đừng 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 đừng. Đừng có bị cháy nha, đừng có bị cháy nha. Được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ điều khiển con xe tăng này đi đến khu chợ đen và giải cứu mấy em capybara ha. Capybara. Capybara, capybara. Đụng mấy này cảnh sát luôn các bạn ơi. Nào mọi người, ô, nhưng mà con xe tăng của mình hình như là dính mấy lần đạn rồi các bạn. Ồ, không biết là con xe tăng của mình nó có thể chịu được bao nhiêu quả tên lửa đây. Nào 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 nào. Thông thường con xe tăng trong khu quân đội thì có thể chịu đựng được đâu đó tầm khoảng là 4 đến 5 quả tên lửa nha các bạn. Còn con xe tăng này của mình thì không biết sẽ ra sao đây. Nào, cố lên, cố lên. Trông nó đã thật sự luôn các bạn ơi, nó gọn hơn hả? Siêu xe tăng mini mà các bạn, đâu thể nào đùa được với mình đâu. Hai khẩu 6 nòng và à không các bạn. À, hai khẩu 6 nòng và một khẩu súng bắn ra rocket nha. Tên lửa hạng nặng đó các bạn. Mình nhầm. Này nhá, trực thăng nè. Đó, trực thăng với mình hả? Trực thăng với mình hả? Bắn trực thăng này, bắn trực thăng nè. Mấy anh trai cảnh sát hả? Ui, sao mình chạy xuống dưới đây rồi? Oh what? Mãi mê bắn mấy con trực thăng các bạn mà mình chạy mình lụi xuống dưới đó hồi nào không hay luôn. Chán thực sự luôn á ha. Ok, bây giờ mình sẽ tìm cách để mình cắt đuôi mấy anh cảnh sát các bạn. Bởi vì có mấy anh cảnh sát đi đến ngay chỗ sở thú thì mình không thể nào mình giải cứu được mấy em capybara chuột lang nước đâu các bạn ơi. Mình cần phải cắt đuôi cảnh sát rồi sau đó mình sẽ đi vào sở thú nha. Sở thú đó chính là sở thú của một ông trùm mafia đó các bạn. Những con thú trong đó toàn là những con thú hiếm không à. Nào. Này nhá, cảnh sát nè. Mình sẽ giải cứu toàn bộ hết những con thú trong sở thú đó nha các bạn. Rồi, đụng luôn. Cứ từ từ cái đã. Nào mọi người. Mấy anh là cảnh sát hả? Mà công những con xe tăng này hả? Nó chạy nó ủi cũng ghê nữa các bạn. Không thể nào đùa được với nó đâu nha. Trực thăng với mình nè. Bắn chỉ có một vài lần đạn thôi các bạn mà bị xì khói rồi kìa. Cảnh sát đang kéo đến đây để truy nã mình nha. Còn mình bây giờ mình sẽ đi vào sở thú của ông trùm mafia. Mình sẽ giải cứu em capybara chuột lang nước nha các bạn.
Và đây, mình đã đi đến gần khu sở thú của anh trai, à không các bạn, của ông trùm mafia rồi ha. Kìa rồi, sở thú ngay phía trước mặt chúng ta luôn. À, mình quên, hồi nãy mình vẫn chưa sử dụng góc nhìn thứ nhất nha các bạn. Ồ, góc nhìn thứ nhất của nó thì mình vẫn không thấy gì nha. Mình chỉ thấy toàn bộ cái khung cảnh 360 thôi các bạn. À, như vậy hả? Mình thấy được phía sau con xe tăng của mình nè. Rồi, mấy anh trai, né sang bên, đó, chạy xe đi. Mắt mũi tới đâu không thấy nữa, lủi đầu vào xe tăng của người ta luôn rồi. Ồ, thanh niên kia chạy xe đạp mà mình không biết mắt mũi đi đâu nữa các bạn. Lủi vào xe tăng của mình, rồi đâm ra ăn vạ luôn rồi kìa. Này nhá, ăn vạ nhá. Mình chạy lại, mình tặng cho một đấm bây giờ nè, chứ ăn vạ với mình hả? Tới công chuyện với mình liền luôn. Kìa rồi các bạn, để mình xem thử ông trùm mafia nha. Mình có thủ tay súng nhắm này các bạn ơi. Đây, sở thú hả? Sở thú ngày hôm nay sẽ đóng cửa nha. Đâu rồi ta? Đây các bạn ơi. Này thì ông trùm mafia nè. Ủa? Sao mình đánh không trúng ta? Đây các bạn ơi. Ủa? Sao kỳ vậy? Mình bắn hai thanh niên hai bên thì trúng các bạn. Còn riêng ông trùm mafia thì không trúng. Oh what? Có điều gì đó sai sai rồi các bạn ơi. Này nhá, luyện cho một quả bom kích nổ từ xa luôn nè. Này thì ông trùm mafia, ngày hôm nay mình quyết tâm mình sẽ giải cứu hết toàn bộ những con thú trong sở thú này nha. Ông trùm mafia hả? Ném cho cái quả bom thì các bạn ơi, nổ phát một dính nhách liền luôn ha. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chạy xuống dưới đây để xem thử những em capybara nha. Mình không muốn những em capybara làm buổi sáng cho mấy em báo là các bạn ơi. À không, bây giờ trưa là các bạn. Buổi trưa cho mấy em báo nha, mấy em báo 3D đó các bạn. Mình sẽ giải cứu hết toàn bộ những con thú ở trong đây luôn. Rồi, để mình xem thử đã. Chạy thẳng xuống dưới đây, nào mọi người. Đi về nhà đi mọi người ơi. Ồ, mọi người không quan tâm luôn các bạn. Chán mọi người ghê luôn á nha. Để mình xem thứ đã. Phía bên đây thì có chuồng khỉ hả? Rồi ok. Này thì chuồng heo nè. Ủa? Nào mấy em heo, Chạy ra ngoài đi mấy em heo ơi. Ủa sao mấy em heo được đứng yên có chỗ vậy ta? Đây các bạn ơi, chuồng khỉ nè. Đó, tháo mấy cái này ra ngoài luôn. Được rồi mấy em khỉ ơi, chạy ra ngoài đi mấy em khỉ. Mình nghĩ cũng có thể là nhiều khi mấy em thú này ở trong chuồng thú được mọi người cho ăn quen rồi các bạn. Cho nên là bây giờ mấy em thú này không muốn đi ra ngoài nha. Đây, mấy em khỉ đen đít đỏ đây các bạn. Nào mấy em khỉ, đi ra ngoài. Ủa, sao mình toàn kéo trúng cây không vậy ta? Rồi mấy em khỉ ơi, ủa, lạ vậy? Kéo toàn trúng cây thôi các bạn. Mấy em khỉ, ôi trúng cây nữa rồi. Nào, ba em khỉ đen đít đỏ nha các bạn, còn ở đằng kia là bốn em khỉ trắng đít hồng ha. Chán thật sự luôn á. Rồi phía bên đây là chuồng hưu nha, còn mấy em capybara là nằm ở cái chuồng phía bên đây nè các bạn ơi, chuột lăn nước mà, cho nên là cái chuồng của mấy em capybara sẽ ở gần bờ hồ hơn nha. Rồi mình thả mấy em thú này ra ngoài hết luôn. Ủa cái chuồng này sao về lạ vậy ta? Có chuồng thì mình sẽ kéo được các bạn ơi, có chuồng thì mình kéo không được. Rồi mấy em bò lạc nè, kéo không trúng mấy con thú mà kéo toàn trúng mấy bụi cây không à, khó chịu thật sự luôn á nha. Rồi trúng bụi cây nữa, nào em bò lạc. Được ba em bò lạc rồi các bạn ơi. Rồi thì mấy em sói nữa, không biết là mấy em sói đây. À, bốn em sói nha các bạn. À không, năm em sói, sáu em sói rồi đó các bạn ơi. Đây rồi, thêm em sói nè. Mấy em sói này nhiều ghê luôn á. Ở đây các bạn ơi, thêm một em nữa nè. Rồi chúng ta đã cứu được hình như là 5 em sói rồi các bạn. Phía đằng đây kéo toàn trúng mấy bụi cỏ khó chịu ghê luôn á các bạn. Ok, được 6 em sói rồi. Để mình quan sát lại một lần nữa nha. Mấy em sói nhiều vậy ta? 7 em sói rồi các bạn ơi. Ở phía trong đây có thêm em sói nào nữa hay là không đây? 8 em sói luôn các bạn. Công nhận chuồng sói này nhiều mấy em sói ghê luôn ha. Rồi như vậy là mình đã giải cứu thành công được những con thú ở trong sở thú rồi các bạn ơi. Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ rời khỏi đây ha. Tính ra mình đi vào đây á, mình ám sát ông trùm mafia với lại là mấy thằng đại cầm súng trong vòng 1 phút 30 giây thôi các bạn. Mình chỉ tốn thời gian á, là mình kéo con thú này đi ra ngoài ha. Mà sao tụi nó không chịu đi ra ngoài ta?
Hình như là tụi nó được cho ăn quen ở trong sở thú rồi các bạn. Cho nên là bây giờ mình kéo tụi nó ra ngoài, tụi nó không chịu nha. Tụi nó cứ muốn ở trong sở thú này không à. Rồi mọi người, đi về đi mọi người ơi. Ồ, trúng. Mình chỉ muốn bắn thử thôi các bạn. Wow, trúng anh trai đó nhưng mà không sao hả? Oh, mình vừa bắn trúng anh trai đó nhưng mà không sao các bạn ơi. Rồi, chế độ tên lửa của xe tăng. Oh, con xe tăng mini này tuy nhỏ nhưng mà có vỏ nha các bạn. Nó bắn được đạn của xe tăng cự lớn luôn nè. Rồi, và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xem một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Như vậy là mình đã giải cứu thành công được những em thú bị bắt nhốt trong sở thú rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha. Để mình xem thử đã. À, đường đi phía trên đây. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.